Xin chào các bạn, có rất là nhiều bà mẹ hỏi về những sản phẩm cho bé dưới 1 tuổi. Thì để cái giải đáp cái thắc mắc đó thì baby của tôi hôm nay giới thiệu cho các bạn sản phẩm. Đó là đồ đây sản phẩm cho các bạn, đó là cái đồ chơi phát nhạc và có thể ru ngủ cho giấc ngủ, làm cho bé giấc ngủ an lành hơn. Sau đây mình sẽ giới thiệu các chức năng bên trong của nó. Thì như các bạn có thể thấy đây trên cái đây là cái hộp hình nấm, trên đó có 5 cái nút màu tím, màu hồng, màu đỏ và màu xanh xanh da trời. Thì đầu tiên mình sẽ khởi động nó bằng việc bạn nhìn thấy nút tím ở đây có chữ, nó sẽ hiện lên nhạc. Do là sản phẩm ru ngủ nên cái nhạc của nó nghe nó rất là nhẹ nhàng, nó không quá to. Các bạn có thể chỉnh nút âm lượng bằng việc bấm nút hồng này, nhạc nó to hơn một chút thôi nhưng mà vẫn là nhẹ nhàng. Và để tắt cái nhạc này đi thì bạn có thể bật nút đỏ này. Đó. Bật lên thì mẹ bật nút tím. Đây là nút xanh thì khiến cho cái quả cầu ở bên trong nó quay. Nút xanh là cây này ạ. Còn phần chức năng tiếp theo là chức năng chiếu sáng thì bạn bấm nút xanh ra trời. Thì do cái ánh sáng ở trên nó quá sáng ấy, thì bây giờ mình sẽ tắt đèn đi, nó sẽ chiếu. Các bạn có thể thấy cái phần chức năng này nó chiếu sáng, các bạn có thể nhìn thấy hình ngôi sao này, mặt trăng, nó di chuyển từ màu các màu khác nhau, từ màu xanh, màu đỏ, màu vàng, tự xoay liên tục, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Trên cái nền nhạc rất là dịu. Các bạn lưu ý nhé, tại vì phần phía dưới bên này có cái nắp mình đã tháo ra rồi, mình tháo ốc ra, ở đây có phần ốc vít, thì các bạn có thể lấy cái tua vít, các bạn lấy cái ốc xoáy ra và bật ra dễ dàng, và lắp 4 pin con thỏ nó sẽ chạy được. Các bạn nhớ nút mở với nút tắt là nó sẽ khác nhau, mở và ở chỗ nút tím, còn tắt là ở cái nút đỏ. Không như các cái sản phẩm khác thì mở một chỗ, tắt một chỗ. Và để sở hữu sản phẩm này thì các bạn có thể qua các chi nhánh Baby của tôi trên toàn quốc, hoặc truy cập website babycuatoi.vn hoặc đến số hotline là 1900 6089 để hỗ trợ tư vấn thêm nhé.